cận cảnh cao tốc Nha Trang, Cam Lâm ngày đầu thông xe. Khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 5, cao tốc đoạn Nha Trang Cam Lâm thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã chính thức đưa vào khai thác, vận hành. Cao tốc đoạn Nha Trang, Cam Lâm dài 49 km đi qua huyện Diên Khánh, Cam Lâm và thành phố Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa. Các đoạn cao tốc kế tiếp của hai đầu dự án là Vân Phong, Nha Trang và Cam Lâm, Vĩnh Hảo chưa hoàn thành. Do đó, cao tốc đoạn Nha Trang, Cam Lâm được tổ chức phân luồng từ xa. Các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc, Nam sẽ từ quốc lộ 1 rẽ phải vào quốc lộ 27C và vào cao tốc tại nút giao đầu tuyến tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh. Kết thúc tuyến tại nút giao với quốc lộ 27B tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh và rẽ trái ra quốc lộ 1. Ghi nhận của phóng viên sáng 19 tháng 5, tại nút giao đường dẫn cao tốc với quốc lộ 27C chưa hoàn thiện nên nhiều tài xế còn bỡ ngỡ khi đến điểm rẽ vào cao tốc. Bên cạnh đó, đường dẫn vẫn đang được đơn vị thi công trải thảm nhựa vào thời điểm thông xe. Theo Bộ Giao thông Vận tải, cao tốc đoạn Nha Trang, Cam Lâm cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h và tốc độ tối thiểu 60 km/h. Mặt cắt ngang 4 làn xe lưu thông 2 chiều. Trên tuyến bố trí các vị trí dừng xe khẩn cấp với khoảng cách 4 đến 5 km trên điểm trên cùng một chiều xe chạy. Kích thước mỗi vị trí có chiều dài 270m gồm 170m đoạn dừng xe, phạm vi ra vào mỗi phía 50m, bề rộng mặt 2,5m, bề rộng lề 0,75m.